Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Chiếc màn hôm nay đó là chiếc Hyundai Santa Fe của bản xăng cao cấp. Thì trong phần này thì em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá của Hyundai Santa Fe thời điểm đầu tháng 10 năm 2023. Thời điểm tháng 10 cũng là thời điểm bước sang quý thứ tư và cũng chuẩn bị kết thúc chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ của nhà nước giảm 50% cho xe lắp ráp. Thì hôm nay em xin phép cập nhật đến chị chính sách giá của Santa Fe phiên bản xăng cao cấp và phiên bản dầu cao cấp cũng như là giá lăn bánh tại các tỉnh như là tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Thì Santa Fe phiên bản xăng cao cấp với giá lắp biết là 1.275.000.000, hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh bên em đang bán mức giá cho khách hàng đâu đó là khoảng 1.187.000.000. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì em tính cho anh chị đâu đó rơi vào khoảng 1.250.000.000. Quà tặng cho quý anh chị là phim kích nhiệt, bên em bảo hành 15, rồi trải sàn da, bọc vô lăng và có hỗ trợ cho quý anh chị đó là cam hành trình của nhà máy. Thì với chiếc xe này lăn bánh như vậy thì anh chị có thể vay được tối đa đó là 80% giá trị xe, thời gian tối đa là 8 năm và chỉ với mức giá là khoảng hơn 300.000.000 là anh chị hoàn toàn có thể là trả góp được chiếc xe rồi. Còn phiên bản dầu cao cấp thì bên em đang bán với mức giá đó là 1.285.000.000 và có hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó nó rơi vào khoảng 1.350.000.000 đó. Bản xăng thì là khoảng 1.250.000.000, còn bản dầu đắt hơn 100.000.000 là khoảng 1.350.000.000. Thì trên Santa Fe phiên bản cao cấp này thì có những cái công nghệ nổi bật gì thì em xin phép đề cập phần đầu xe. Thì sẽ có hệ thống lưới tản nhiệt mạ chrome và cản trước cũng được mạ chrome sáng bóng sang trọng với công nghệ đó là kiểm soát hành trình chủ động SCC. Cái công nghệ này sẽ hỗ trợ phòng tránh va chạm và giữ khoảng cách so với xe phía trước. Đây là cam 360 độ. Đến hệ thống đèn thì hệ thống đèn này là hệ thống đèn full LED có chiếu qua thấu kính projector cho chùm sáng hội tụ và rõ nét hơn. Thì công nghệ đèn này được tích hợp đó là hệ thống đèn tự động điều chỉnh góc chiếu khi gặp xe đối diện. Thì khi mà gặp xe đối diện thì đèn pha của anh chị sẽ tự động hạ về cốt, sẽ phù hợp cho cái điều kiện và an toàn hơn khi tham gia giao thông. Cảm biến trước thì cũng có trang bị 4 cảm biến. Hệ thống đèn LED định vị ban ngày cũng được trang bị ở dải LED đó, hình chữ T đấy. Đến phần la răng thì phiên bản cao cấp của Santa Fe thì được trang bị với kích thước la răng đó là 19 inch. Ở đây thì em được trang bị đó là lốp cung hô Cruzen và trên phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ được trang bị với kích thước lốp đó là đường kính 18 inch. Đến phần gương chiếu hậu thì gương chiếu hậu ngoài được tích hợp camera 360 độ kèm công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương và hỗ trợ phòng tránh điểm mù khi mà các xe khác đi vào điểm mù xe của quý anh chị. Trên tay nắm cửa xe thì được mạ chrome kèm nút tích hợp mở cửa. Và phần nội thất thì xe được trang bị đó là 10 loa Harman Kardon, loa cao cấp của Mỹ kèm những cái công nghệ vô vàn tiện ích. Trong phần bản cao cấp thì được trang bị đó là có hai vị trí nhường ghế này, rồi trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có những cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn đường, rồi kiểm soát hành trình chủ động, rồi ga tự động cruise control và các cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đó. Phanh tay điện tử thì được trang bị cho tất cả các phiên bản của Santa Fe. Về lẫy chuẩn số thì cũng được trang bị cho phiên bản cao cấp. Trên chiếc yên ngựa này thì cũng sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là hỗ trợ xây ghế làm ấm và làm mát hàng ghế phía trước, rồi các công nghệ như là chế độ lái hỗ trợ cho địa hình tuyết này, rồi địa hình sa mạc, rồi là địa hình sinh lầy, kèm 4 chế độ lái như là Eco, Comfort, Sport
và chế độ Comfort. Eco thì là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu và Sport là chế độ lái thể thao giúp anh chị có thể là vượt xe hoặc là tăng tốc nhanh hơn khi mà mình đi trên những cung đường khó khăn. Màn hình của xe thì được trang bị nó là màn hình digital full có tích hợp bản đồ định vị cho Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam với kích thước đó là 10,5 inch, và trên này cũng là màn hình đăng tin cũng được tích hợp đó là full digital và kích thước 10,5 inch. Trên bản tất cả các bản thì Santa Fe được trang bị với cần số là nút bấm nhé anh chị, camera 360 độ này, rồi thì là sửa vô lăng cũng được tích hợp, rồi hỗ trợ xuống dốc, bật tắt cảm biến và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Cửa sổ trời toàn cảnh thì cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản cao cấp. Ghế lái thì được ghế lái và ghế phụ thì đều được chỉnh điện trên phiên bản cao cấp, và đây ở đây là ghế lái của Hyundai Santa Fe thì được chỉnh điện tới 12 hướng nha anh chị. Đến với phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy hàng ghế thứ hai của Santa Fe cũng rất là rộng, có độ ngả lưng ghế tốt, có hệ thống quắc in để điều chỉnh hàng ghế trước do hàng ghế thứ hai được thoải mái. Cửa sổ điều hòa cũng được trang bị để giúp anh chị làm mát nhanh hơn cũng như là làm mát sâu hơn. Cổng sạc USB cũng được tích hợp để phục vụ cho việc giải trí đó. Ở dưới này hai cánh cửa thì cũng được trang bị đó là hệ thống loa giúp âm thanh lan tỏa và chất lượng âm thanh được đảm bảo. Phần cốp xe thì Santa Fe được trang bị với hàng ghế thứ ba cũng tương đối là rộng khi mà mình gặp phẳng 50-50. Ở ghế thứ ba này sẽ có công tắc bật quạt gió này, rồi những cái công tắc sạc 12V 180W và có hệ thống loa cũng được trang bị tối tân cho hàng ghế phía sau. Cốp xe thì được chỉnh điện và chống kẹt thông minh với 2 ti thủy lực và có hỗ trợ mở cốp thông minh bằng chìa khóa và bằng nút bấm ở trên xe. Và phần cản sau thì cũng được trang bị đó là 4 cảm biến hỗ trợ lùi xe và đỗ xe và có mạ chrome sáng bóng chạy vòng quanh. Thì Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp thì bên em sẵn các màu giao ngay, chủ đạo là màu trắng và màu đen, và màu đỏ thì có sẵn một vài xe. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.